Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Ảng đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Huyện Mường Ảng hiện có 113 gia đình chính sách. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền huyện luôn quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa, ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, thân nhân các liệt sĩ và người có công với cách mạng. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ ưu đãi đối với các gia đình chính sách, người có công, cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân các dân tộc trong huyện đã có nhiều hoạt động cụ thể nhằm hỗ trợ giúp đỡ các gia đình chính sách. Hàng năm, cứ vào dịp lễ, Tết, ngày 27 tháng 7, huyện đã trao nhiều suất quà, đồng thời tiếp nhận và trao quà của Chủ tịch nước, của tỉnh cho các đối tượng là thương bệnh binh, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và gia đình thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công trên địa bàn huyện. Các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo các phòng ban, ủy ban nhân dân các xã thị trấn đã tổ chức các đoàn trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và tặng quà các gia đình. Nhân cái dịp Tết Nguyên đán và là ngày thương binh liệt sĩ, thì huyện ủy, đại diện lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc huyện cùng các đoàn thể cũng thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách trên địa bàn. Và đến thời điểm hiện tại, tại huyện Mường Ảng chúng tôi thì có 113 gia đình chính sách. Và nhân cái dịp kỷ niệm 74 năm ngày thương binh liệt sĩ, thì huyện cũng trích một phần kinh phí của quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện để thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách. Và trị giá xuất quà là 500.000 trên một xuất quà cho 113 gia đình chính sách. Và ngoài ra thì đối xuất quà của tỉnh thì cũng huyện cũng được tỉnh trao tặng 5 xuất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn. Rồi là quà của Chủ tịch nước thì nhân dịp 74 năm ngày thương binh liệt sĩ thì Chủ tịch nước cũng có quyết định trao tặng quà cho các gia đình chính sách là 300.000 một xuất. Và đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng kinh phí để cùng các đồng chí lãnh đạo của huyện để đến động viên thăm hỏi từng gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Thực hiện quyết định số 22 ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Từ năm 2013 đến nay, toàn huyện có 48 hộ gia đình chính sách, người có công được hỗ trợ làm nhà, với tổng số tiền hỗ trợ trên 1,1 tỷ đồng. Huyện đã thực hiện chi trả trợ cấp hàng tháng cho 44 đối tượng chính sách, người có công với số tiền trên 96 triệu đồng trên một tháng. Việc chi trả được thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ, đảm bảo công bằng, kịp thời và không còn hồ sơ tồn đọng. Thì thực hiện cái truyền thống là uống nước nhớ nguồn, thì các cái hoạt động đền ơn đáp nghĩa thì cũng luôn được cấp ủy chính quyền xã quan tâm. Hiện nay trên địa bàn xã thì có 12 gia đình chính sách, thì vào các cái dịp lễ Tết hoặc là nhân dịp kỷ niệm, đặc biệt là những cái dịp kỷ niệm như là ngày thương binh liệt sĩ, thì xã cũng phát động cái phong trào ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa của xã, rồi là chỉ đạo các ban ngành đoàn thể là nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những khó khăn vướng mắc của các gia đình để có những cái hình thức là quan tâm giúp đỡ kịp thời, huy động các ban ngành đoàn thể hỗ trợ ngày công, bây giờ là các cái hình thức khác để kịp thời động viên, khuyến khích các cái gia đình chính sách trên địa bàn xã. Năm 2014, gia đình ông Cà Văn Thoạn, con liệt sĩ Cà Văn Đương ở bản Giảng, xã Ảng Cang, được hỗ trợ 20 triệu đồng để sửa chữa nhà ở theo quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ đó, gia đình ông đã dựng được căn nhà mới khang trang, rộng rãi hơn. Bản thân ông và gia đình rất phấn khởi. Nhà nước quan tâm là hỗ trợ nhà ở thì theo quyết định 22 cũng được 20 triệu về sửa nhà. Còn ngày đế ngày Tết thì hàng năm huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện cùng với xã thì cũng quan tâm đến gia đình. Bên cạnh sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, thời gian qua, các cơ quan, phòng ban, đoàn thể, các nhà hảo tâm cũng có nhiều hoạt động thiết thực, quan tâm, chăm lo, giúp đỡ các gia đình chính sách. Đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên trong huyện đã nêu cao đạo lý tốt đẹp của dân tộc, uống nước, nhớ nguồn, đền ơn, đáp nghĩa. Luôn xung kích, tình nguyện,
trách nhiệm trong việc chung tay cùng xã hội thực hiện nhiều công trình, phần việc chăm lo đến các gia đình chính sách. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ và các ngày lễ, Tết, đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện và các xã thị trấn đã thường xuyên dọn dẹp đài tưởng niệm, thăm hỏi, tặng quà, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có công. Đây là hành động nối tiếp truyền thống cao đẹp, đạo lý quý báu của dân tộc ta, thể hiện trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng, sự tri ân của thế hệ trẻ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước. Qua đó, góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền đáp công ơn những người có công, đồng thời giáo dục thế hệ mai sau biết sống nhân ái, trân trọng những giá trị truyền thống, thêm yêu quê hương, đất nước. Hướng tới ngày kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ thì cùng với các cấp các ngành trên địa bàn huyện thì các cấp bộ đoàn đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày Thương binh Liệt sĩ, đồng thời tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn như là thăm hỏi, động viên, tặng quà, giúp đỡ ngày công lao động đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đã được phân công giúp đỡ vệ sinh môi trường, chỉnh trang đài tưởng niệm, viếng đài tưởng niệm. Thì thông qua các hoạt động đó thì nhằm giáo dục cho đoàn viên thanh niên về tinh thần trách nhiệm đối với lại công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Chăm lo giúp đỡ các gia đình thương binh liệt sĩ, người có công với cách mạng là việc làm thường xuyên ở Mường Ảng. Đó là một trong những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên mỗi cán bộ, người dân đều nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa của công tác đền ơn đáp nghĩa. Qua đó đã phần nào sẻ chia những hy sinh mất mát đối với các thân nhân liệt sĩ, các thương bệnh binh. Động viên họ vượt qua khó khăn, bệnh tật, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, phong trào giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế đã được Hội Cựu chiến binh huyện Mường Ảng triển khai có hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho hội viên. Phát huy phẩm chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện Mường Ảng đã tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, như phát triển chăn nuôi trâu, bò, trồng rừng, làm dịch vụ, buôn bán tạp hóa, đem lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình. Tích cực khuyến khích và động viên các gia đình hội viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, đồng thời điều tra, rà soát các hội viên nghèo để có kế hoạch giúp đỡ. Hàng năm, Hội Cựu chiến binh huyện đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức nhiều lớp tập huấn cho hội viên về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội cho các hộ gia đình hội viên vay vốn, đầu tư phát triển sản xuất, với số tiền trên 89 tỷ đồng, trên 2.100 thành viên vay vốn. Nhiều hội viên đã phát huy ý chí tự lực, tự cường, nỗ lực vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Hiện tại, toàn huyện có 43 mô hình kinh tế trang trại, gia trại nhỏ và vừa do hội viên cựu chiến binh làm chủ. Có 15-20 mô hình cho thu nhập cao, từ 200-500 triệu đồng trên một năm. Tỷ lệ hội viên khá giàu ngày càng tăng. Trong thời gian vừa qua, thì cái việc tham gia phát triển kinh tế gia đình thì được các cấp hội rất quan tâm, đặc biệt là hội viên cựu chiến binh, các cái tổ dân phố bản đã tập trung các cái nguồn lực cũng như là các cái nhân lực của gia đình để tập trung phát triển kinh tế. Hiện nay chúng tôi có 52 mô hình do cựu chiến binh làm chủ trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, trồng cây ăn quả kết hợp với trồng rừng. Đây là các cái mô hình rất hiệu quả. Bên cạnh đó là một số đồng chí tham gia các cái lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ, bán các loại hàng tạp hóa rồi các cái mặt hàng khác trên địa bàn. Để tiếp cận động viên anh em thì chúng tôi đã tín chấp vay Ngân hàng Chính sách Xã hội để cho anh em tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển kinh tế. Và cũng thông qua đó chúng tôi cũng đề nghị với Hội Cựu chiến binh tỉnh cũng như là Liên minh Hợp tác xã tỉnh Điện Biên để hỗ trợ cho anh em những chương trình dự án để anh em tập trung phát triển kinh tế trong thời gian tới. Hội Cựu chiến binh xã Búng Lao hiện có gần 230 hội viên sinh hoạt ở 11 chi hội. Những năm qua, phong trào cựu chiến binh giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm kinh tế giỏi được hội tích cực tham gia hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả. Các hội viên đã tích cực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và chia sẻ những kinh nghiệm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, tăng thu nhập cho gia đình.
Từ sự hỗ trợ của Hội Cựu chiến binh xã mà nhiều mô hình làm kinh tế giỏi trên địa bàn do cựu chiến binh làm chủ đã xuất hiện và đạt được nhiều hiệu quả thiết thực. Các cán bộ, hội viên đã năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, xây dựng được mô hình kinh tế hiệu quả, có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Hiện nay, toàn hội có 11 mô hình sản xuất kinh doanh giỏi, cho thu nhập từ 100 triệu đồng trở lên. Trong năm qua thì thực hiện cái chỉ đạo của như vậy là đảng ủy triển khai cái nội dung như vậy là học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì Hội Cựu chiến binh xã Phúc Lao chỉ đạo các chi hội tuyên truyền cho hội viên thực hiện tốt cái chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước. Cái thứ hai là về cái tuyên truyền đối với hội viên về công tác phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Cái phần học tập và tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì hội viên đã thấm nhuần đạo đức của Bác trong công tác phát triển kinh tế, thì năm sau là cao hơn năm trước. Đến năm nay thì hội viên như vậy là cựu chiến binh chỉ còn như vậy là 3,5% hội viên nghèo trong tổng số hội viên về phát triển kinh tế. Hưởng ứng phong trào thi đua cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, những năm qua, Hội Cựu chiến binh thị trấn Mường Ảng đã từng bước xây dựng tổ chức hội vững mạnh, gắn với giúp hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững. Hàng năm, Hội Cựu chiến binh thị trấn đã phát động các phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cựu chiến binh tham gia tổ an ninh tự quản, thu hút nhiều hội viên tham gia. Bên cạnh đó, hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cho hội viên. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho 80 hội viên vay vốn với số tiền 950 triệu đồng. Ngoài ra, hội còn vận động hội viên tham gia xây dựng quỹ hội với tổng số tiền 180 triệu đồng, cho 7 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế. Nhờ đó, trong số 158 hội viên, hội chỉ còn 7 hội viên nghèo. Trong thời gian qua thì Hội Cựu chiến binh thị trấn cũng đã xây dựng cái chương trình coi như là hội viên giúp đỡ lẫn nhau làm kinh tế, hai nữa là xây dựng cái quỹ nghĩa tình đồng đội để giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn làm kinh tế, vượt qua xóa đói giảm nghèo và giúp đỡ những hội viên đặc biệt khó khăn được tiếp những cái nguồn vốn mà của hội đã tuyên truyền vận động. Hai nữa là về cái hội cũng đã tạo điều kiện cho các hội viên được tiếp cận với nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách để cho hội viên phát triển kinh tế. Thứ nhất là xóa đói giảm nghèo và hai nữa là làm giàu cho gia đình. Thế thì trong cái thời gian qua thì các hội viên cũng đã được vay với cái vốn của Ngân hàng Chính sách thì cũng đã sử dụng cái vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Trước đây, gia đình cựu chiến binh Nguyễn Xuân Tính ở tổ dân phố 7 thị trấn Mường Ảng gặp nhiều khó khăn. Nhưng từ sự giúp đỡ của Hội Cựu chiến binh thị trấn và ý chí nghị lực của người lính Cụ Hồ, ông Tính quyết tâm phát triển kinh tế gia đình từ hai bàn tay trắng. Năm 2007, nhận thấy nhu cầu của người dân, ông đã mạnh dạn mở cửa hàng kim khí, điện nước, bán đồ gia dụng. Nhờ đó, đến nay, gia đình ông có nguồn thu nhập khá, mỗi năm trên 500 triệu đồng. Thế vì nông trường nó giải thể, đời sống khó khăn thì cũng không biết làm gì được. Sau khi gia đình về thì gia đình con thì nhỏ, vợ thì công tác ngành y đi suốt ngày, cũng không ấy gì thì quay ra có được tí vốn của nông trường trả cho bảo hiểm thì quay sang đầu tư máy sát, làm máy sát làm từ được hơn chục năm thì nền kinh tế nó cũng phát triển, nó cũng có đồng ra đồng vào. Sau khi có kinh tế rồi thì quay sang kinh doanh. Từ ngày kinh doanh này thì cuộc sống cũng tạm ổn, cũng có đồng ra đồng vào, nghĩa là cuộc sống cũng không đến nỗi vất vả lắm. Trong thời gian tới, Hội Cựu chiến binh huyện Mường Ảng tiếp tục vận động các thế hệ cựu chiến binh đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh, góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Trang truyền hình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình huyện Mường Ảng đến đây xin phép được khép lại.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.